sẽ cấy chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Văn Hải mắc hội chứng vai tay. Thưa quý vị, thoái hóa khớp gối là hậu quả của quá trình cơ học và sinh học làm mất cân bằng giữa tổng hợp và hủy hoại của sụn và xương dưới sụn. Sự mất cân bằng này có thể được bắt đầu bởi nhiều yếu tố như di truyền, phát triển, chuyển hóa và chấn thương. Biểu hiện cuối cùng của thoái hóa khớp là các thay đổi hình thái, sinh hóa, phân tử và cơ sinh học của tế bào và chất cơ bản của sụn, dẫn đến nhuyễn hóa, nứt loét và mất sụn khớp, sơ hóa xương dưới sụn, tạo gai xương và hốc xương dưới sụn. Bệnh thường gặp ở nữ giới, chiếm 80% các trường hợp thoái hóa khớp gối. Thoái hóa khớp thường diễn biến âm thầm, nguy hiểm và có thể dẫn đến tàn phế. Có đến 80% người thoái hóa khớp bị hạn chế vận động, 20% không thể làm các công việc thường ngày. Ở Việt Nam, tỷ lệ thoái hóa khớp gối là 56,5%. Nguyên nhân nào gây thoái hóa khớp gối? Theo nguyên nhân, chia thành hai loại: thoái hóa khớp nguyên phát và thứ phát. 1. Thoái hóa khớp nguyên phát là nguyên nhân chính xuất hiện muộn, thường ở người sau 60 tuổi, có thể ở một hoặc nhiều khớp tiến triển chậm. Ngoài ra, có thể có yếu tố di truyền, yếu tố nội tiết và chuyển hóa. 2. Thoái hóa khớp thứ phát, bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, nguyên nhân có thể do sau các chấn thương khiến trục khớp thay đổi, gãy xương khớp, can lệch, các bất thường trục khớp gối bẩm sinh, khớp gối quay ra ngoài, khớp gối quay vào trong, khớp gối quá duỗi, hoặc sau các tổn thương viêm khác tại khớp gối, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, lao khớp, viêm mủ, bệnh gút, chảy máu trong khớp. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.